Hello, xin chào tất cả chị quen thân yêu gần xa. Lên sóng cho chị một mẫu xe MPV 5 cộng 2 đi tốt nhất, đi ngon nhất trong phân khúc MPV 5 cộng 2. Trước mai chị đó chính là mẫu Kia Rondo số tự động. Và đây là bản full xăng ATH, sản xuất 2016, màu nâu chị nhá. Và em này hiện tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh. Số km đang là 76.000 km, đúng chất km đấy chị nhá. Ở bản này sẽ được trang bị khá nhiều option như là cửa sổ trời toàn cảnh này, ghế điện, rửa đèn, cảm biến trước sau. Ở đây là một xe 5 cộng 2. Rondo thì không quá rộng, nhưng em An khẳng định lên anh chị là đây là một chiếc xe có cảm giác lái nhẹ nhàng, mượt mà nhất trong một khúc MPV 5 cộng 2. Cái này thì em An có thể khẳng định với chị luôn. Chiếc này hiện tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh, một cái lợi thế rất là lớn với chị nào mình ô cầu thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Giờ này thì khách hàng hôm nay cũng ngày lễ mà khách hàng đang đến tham quan xem xe rất là đông vui. Kia Rondo biển Sài Gòn 51F anh chị em. Cảm biến trước sau, rửa đèn, cụm đèn pha thấu kính có giải LED định vị ban ngày kết hợp với phần đèn gập sương mù. Và cụm đèn pha của Rondo thì có chức năng tự điều chỉnh góc chiếu rất là hay đúng không ạ? Đấy, nếu mà chị đánh lái thì đèn nó sẽ tự chủ động đánh lái theo. Mâm phay nguyên bản R17 4 tháng đi ABS, và em này đã được trang bị sẵn vỏ Michelin rồi. Vỏ Michelin rồi. Và vỏ này thì còn cực kỳ là dày luôn. Đấy. 2016 số tự động bản ATH bản full xăng này chị ạ. Rondo thì sẽ có 3 bản, bản số sàn, bản AT và bản ATH. Thì đây chính xác là bản ATH. Các tay cửa sẽ là mạ chrome, có khóa cảm biến thông minh, vè mưa phim mới nhiệt đã có rồi. Lẹp kính nguyên bản, xi nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu, có chức năng tự điều chỉnh, có chức năng cụp vào đó. Đây phần đường lườn đây ạ. Đấy, xe này thì em An đã cho anh em đánh bóng rửa dọn, mà cam kết tuyệt đối là không đâm xô thủy kích tai nạn. Tất cả sản phẩm nhà em An bán ra, nếu mà chị phát hiện bất cứ một chiếc xe nào lỗi, em An xin phép hoàn tiền 100%. Bởi vì xe bán ra sẽ viết giấy và cam kết chất lượng bằng mộc dấu công ty. Vỏ Michelin, mâm phay nguyên bản chị ạ, 4 tháng đi ABS. Kia Rondo, một chiếc xe form dáng rất gọn gàng, đẹp đẽ đúng không ạ? Cụm đèn hậu sau là LED 3D nha chị ạ. LED 3D Rondo 2016. Đây cho chị tham quan nội thất này. Nội thất của Rondo sẽ là màu kem anh chị nhá, màu đen kem, màu kem. Ghế điện này, ghế điện đây. Chỉnh điện 8 hướng. Ghế điện. Và bản này được trang bị cho anh chị 6 túi khí an toàn. Đẹp lắm chị, vô lăng tích hợp nha anh chị nha, vô lăng tích hợp có cruise control này, sưởi vô lăng này. Rất là đầy đủ luôn. Lấy số vô lăng luôn. Đèn pha auto và gạt mưa auto, nói chung là miên man luôn. Đấy, vô lăng tích hợp này. Bao cho anh chị luôn, anh chị cứ lên chạy thử đi. Nếu mà xe này mà trong phân khúc MPV có em nào mà chạy qua em này thì em ăn bớt cho chị 10 triệu luôn. Bởi vì em này em ăn chạy rất là nhiều rồi, chạy thực sự thích anh chị ạ. Cảm giác lái là cái cảm giác mà em ăn thấy ưng nhất ở mẫu này. Vẫn được trang bị cho chị chế độ eco hay là cân bằng điện tử đầy đủ hết anh chị ạ. Cửa lại thì đã có tem niêm phong hết rồi. Tem niêm phong. Xe này thì đã ra tên đổi biển rồi chị nhá. Trước chủ xe cũng mua lại trong hãng nên là cũng có tem niêm phong này. Gương cột điện 4 cửa auto nha anh chị nhá, 4 cửa auto này. 4 cửa auto. Các tab bi nguyên bản. 2016 số tự động. Gương chống chói trên này anh chị này. Gương chống chói điều hòa sẽ là hai vùng độc lập. Hai vùng độc lập luôn cho anh chị. Màn hình giải trí có đĩa nha anh chị nhá. Đĩa này phải ít người dùng, cổng USB đầy đủ hết. Ok, cái này cốp sau đang mở lên. Cam lùi tích hợp sẵn rồi. Nói chung là option rất là đầy đủ và anh chị thấy vô lăng rất là mới nhá. Ghế điện. Ghế điện nha anh chị nhá. Đây, tất cả những chi tiết là chưa tháo mỏ này. Xe em An bán ra sẽ là viết cam kết bằng văn bản hết, anh chị có quyền check test luôn, sai em An hoàn tiền 100%. Chỉ bán xe đẹp anh chị nhá. Nhà em An chỉ bán xe đẹp thôi. Nên là anh chị là mình quan tâm về xe đẹp thì chắc chắn là phải lên nhà em An, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn cho chị, đời thấp đời cao đều có cả. Quan trọng nhất là khi mà nhập một chiếc xe về, em An đã kiểm tra tất cả những hạng mục để làm sao mà với một chiếc xe cũ thì việc thủy kích đâm đụng tai nạn là cái việc rất là quan trọng đúng không ạ? Một chiếc xe đã qua sử dụng thì việc sơn dặm là chuyện bình thường, cọ quẹt nhẹ là bình thường, miễn làm sao đừng có đâm đụng tai nạn nặng ảnh hưởng đến kết cấu khung xương. Và kể cả những chi tiết keo chỉ này bên em đã phải là cam kết rồi, bởi vì keo chỉ là cái mà rất dễ mất ở một chiếc xe, mà keo chỉ nó rất là mềm anh chị nhá. Này nó chỉ có chức năng là chống là nước vào thôi. Đấy, nên là cái chuyện mà mất là rất là bình thường. Nhiều lúc là mở ra tác động nhẹ thôi nó cũng có thể là gây lứt keo là bình thường. Đấy. Bên em đã cam kết cho chị rồi. Hốc gió điều hòa ghế sau,
Ở phần đô đô thì có một cái bàn này anh chị nhá. Bàn này thì anh chị có thể là để máy tính này đấy, hoặc là đồ uống gì đó đúng không ạ. Đấy, đây một cái option nó miên man với cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, với một chuyến đi chơi xa đúng không ạ, hay đi gia đình thì đúng là rất là đẹp. Option miên man luôn, cửa sổ trời toàn cảnh. Đây, các chi tiết là chưa tháo mở, anh chị cứ kiểm tra thoải mái luôn. Đó. Xe đẹp đây này, bạn không có gì phải ngại, anh chị thích kiểm tra đâu kiểm tra. Đó. Tất nhiên với một chiếc MPV 5 cộng 2 thì cái hàng ghế thứ ba nó không được đánh giá quá cao. Nhưng đây là một chiếc xe đa dụng, anh chị có thể đi 5 người, 7 người đều được. Nếu mà anh chị nào mình thường xuyên đi 7 người thì em An nghĩ rằng mua một chiếc MPV 5 cộng 2 sẽ không hợp lý. Và chúng ta nên mua những dòng xe như là Innova thì nó rộng hẳn đi. Còn nếu mà anh chị đa dụng đi gia đình và lâu lâu đi 7 người thì rất hợp lý anh chị nhá. Gọn gàng, đinh bấm này, đinh bấm hai cái bên máng số là nguyên bản này. Ốc cốp sau vẫn chưa tháo này. Đây. Tất cả đều được liêm phong hết. Kia Rondo. Các bác cứ xem thoải mái nhá. Vừa quay thì các bác cứ coi thoải mái thôi. Keo chỉ là bao zin hết nhá. Không mất phần keo bằng chỉ nào. Với tầm tiền trên 400 thì em này là một sự lựa chọn không tồi một chút nào đúng không ạ? Đấy, biển số này để dán lên nhé, dán lên nó đập vào đây. Đấy, bốn mắt cảm biến sau. Đây, phần gầm xe đây chị, gầm mới tinh này. Em này là gốc Sài Gòn luôn. Thật ra thì Sài Gòn thì biển chất xe rất là đẹp, không có gì đâu. Cụm đèn hậu sau là led hết đây chị nhé. Kia Rondo màu nâu, màu này rất là sạch. Anh chị nào mệnh thổ này, nghe man mệnh thổ là rất là hợp luôn nhé. Cực kỳ là hợp cái màu này. Lốp Michelin là dàn nguyên dàn lốp Michelin này chị, đã lời được một cái dàn vỏ rồi. Và đặc biệt là độ cách âm, độ cách âm của dòng Michelin thì rất là tốt luôn ạ. Michelin gần như là một cái loại vỏ mà thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Và rất là được ưa chuộng anh chị nhá. Đấy, các tab đi sạch sẽ và đây. Mới tinh luôn anh chị. Đây chị đi gia đình em này thì miễn chê nha anh chị, miễn chê chắc chắn luôn. Hơn 4 đồng là chị mua em này rồi. Và chị lưu ý cho anh đây là bản full xăng nhé. Bản này thì option cũng là miên man rồi. Option bản này thì không thiếu cái gì cả. Ghế da này là nguyên bản. Và ghế da mà theo xe thì ngồi rất là thoải mái. Ở giữa này nó là những cái chi tiết đục sẵn rồi. Nó thoáng khí lắm chị. Thoáng khí lắm. 6 túi khí an toàn nhé. Kia Rondo. Keo chỉ thì anh chị cứ yên tâm. Em An đã kiểm tra sẵn rồi. Xe em An bán ra là anh em thợ kỹ thuật đã kiểm tra rồi. Đăng kiểm và phí đường bộ ở đến tháng 12/2023. Xe bên em bán sẽ bao về mặt pháp lý cũng như là bao phạt nguội. Phạt nguội ví dụ như là cái thời điểm mà từ cái thời điểm mà chị chưa lấy xe trở về trước thì nếu có xảy ra phạt nguội thì bên em sẽ là người đứng ra đóng cho chị. Đấy, khi là mua qua cửa hàng lợi thế là như vậy. Thế chị không biết là chị mua ở ngoài hoặc mua nhà dân gì đó thì mua xong là xong, đứt đoạn luôn. Nhưng mà khi mà chị mua qua cửa hàng thì nó còn là trách nhiệm về sau nữa, từ vấn đề sau bán hàng. Bảo hành cho chị động cơ hộp số. Như xe này thì em An bảo hành cho chị 5.000 km hoặc 6 tháng sử dụng về động cơ chính và hộp số chị nhá. Tất cả những vấn đề ví dụ như là bình ắc quy này, máy lạnh, đầu đài thì tại thời điểm mà chị nhận em An sẽ kiểm tra. Nhưng riêng phần máy lạnh ví dụ trong một tuần đầu mà chị có vấn đề thì em An sẽ hỗ trợ cho chị. Đấy. Rất êm nhá, động cơ êm lắm. Dòng này nếu mà anh chị nổ máy mà anh chị đậy cabo vào thì gần như là anh chị không có nghe thấy tiếng nổ động cơ luôn. Êm lắm, rất êm luôn. Ok, 455 triệu là giá mà em An đang mong muốn ở chiếc xe này. Và giá này thì em An sẽ hỗ trợ bao tên cho chị luôn, 455 bao tên tỉnh, bao tên thành phố luôn. Anh chị ở thành phố là không mất tiền biển số 20 triệu đúng không ạ? Rồi, em An vừa gửi đến tất cả anh chị một chiếc MPV 5 cộng 2 đang rất là vừa tiền. Một chiếc Rondo số động bản full xăng 2016 đi đúng đồng hồ, 76.000 km, đang chào bán là 455. Anh chị nào mình quan tâm mẫu này thì alo cho em An. Cảm ơn chị rất là nhiều và chúc anh chị một ngày trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Xin chào.